hai thằng ngu. Ngu vì muốn làm quân tử, ngày nào cũng bị chúng nó đón đường bắt nạt, thì chúng nó là kẻ thù chứ còn là gì nữa. Với kẻ thù thì không cần quân tử, lần sau không nên trực tiếp đánh nhau với chúng nó. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Địch ở chỗ sáng, ta trong tối, chẳng quân tử với chúng là mẹ chứ. Cứ vậy mà hạ chúng đi là hơn. Chẳng lẽ hai cái đầu đầy chữ của mấy đứa chúng mày không nghĩ ra cách nào hạ chúng nó sao? Ngồi xuống đó mà nghĩ đi. Diệu Ân và Cử có nghĩ ra cách nào để xử bọn tiểu nhân? Hãy cùng đón xem những diễn biến của phim Bình Minh phía trước.